nào đó một tiền thủ công nghệ luôn. Mình đem vô không, mình bắt gói này. Sáng xong thì bên này là mình để chế độ tự động nè. Còn khi nào mà cái nút nó hơi là anh bật vào chế độ tay, anh bỏ mình vô nước. Còn mình vô nước mà trường hợp cái nút nó hơi rồi anh có thay á. Đó, bây giờ như trường hợp nó hơi nó không xịt ra nè, anh mở qua tay là chuyện. Rồi xong tắt. Không, anh cứ để là đúng thời gian nó cũng tắt. Cũng tắt là nhưng mà muốn làm lại lần hai á cũng phải bật về rồi mình bật lại. Có nghĩa là muốn làm lần hai phải không? Một cái dây trời bật lại đó. Và cái đó là có cái chỗ chế độ tay là để trường cái trường hợp là nó hơi tắt. Nếu mà cái nắp nhỏ thì anh phải chỉnh cái kim thuốc cái cối của nhà anh xuống chứ. Đó nó sẽ bị thiếu cái tầm mà nó không có yeah.
là nó vô răng ra. Nhà mình nhỏ thiết là nó vô răng ra rồi đuôi nhỏ. Ok. Khổ đường quá. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn mọi người.